Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch số 296 về việc tổ chức vòng chung khảo cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2024. Kế hoạch nhằm tìm ra ý tưởng, giải pháp tiêu biểu có khả năng áp dụng trên thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách hành chính. Qua đó đẩy mạnh phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cá nhân tập thể trong công tác cải cách hành chính. Phấn đấu cải thiện, nâng cao điểm số, thứ hạng chỉ số cải cách hành chính PA Index, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAP, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị địa phương, hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Vòng chung khảo cuộc thi dự kiến tổ chức trong tháng 10 năm nay cho 6 ý tưởng, giải pháp đã được lựa chọn.